Vậy đám chín. Xin mến chào tất cả các bác nhá. Ngày hôm nay thì theo nhu cầu của rất là nhiều anh em thì em sẽ hướng dẫn anh em cách chỉnh cái con marker anh em nhé. Tất cả những dòng marker luôn. Tất cả những dòng marker. Và ở đây thì anh em có thể nhìn thấy là em đang có hai con marker, đó là con FX20 Flut và con Q9 đó. Thì đang sử dụng trên con Q9, nhưng mà tại sao này phải để hai con ở đây. Và phải nói là nhìn nếu mà anh em xem cái video này thì nó cũng cái cách chỉnh thì nó cũng như tất cả những con van cơ khác anh em nhé. Cũng giống tất cả những con van cơ khác thì anh em chỉnh như thế này thì có thể chỉnh được tất cả những cái van cơ mà anh em đang sử dụng đó. Vì cái bản chất cái van cơ nó rất là đơn giản thôi, nó có 3 phần, đó là phần mic này, phần nhạc này, phần echo reverb, tức là phần effect. Đấy, nó chỉ có 3 phần thôi anh em nhé. Nên tại sao anh em có thể nhìn thấy nó có thường có 3 nút echo này, mic này, music này, kể cả cái con này cũng vậy, effect này, mic này, music này. Đấy, con nào cũng vậy, nó có 3 phần thôi. Và cái cách chỉnh thì nó rất là đơn giản. Thì nói về yêu văn cơ ấy, cái đặc biệt là nó có thể là tinh chỉnh bằng tay, có nghĩa là tất cả những là cái phần mic này có thể căn chỉnh bass mid chép bằng tay này, cái phần nhạc này có thể bass mid chép bằng tay luôn, và cái phần effect của nó reverb này, delay repeat này thì nó cũng có thể căn chỉnh bằng tay. Còn bass mid chép của phần effect thì anh em cũng căn chỉnh được bằng tay. Như em nói rồi, nó cơ bản là cái con vang cơ nó chỉ có 3 phần thôi: echo, echo reverb, mic và music. Đấy, thì chúng ta có thể là căn chỉnh từng đường anh em nhé, từng đường, từng phần. Đi vào cái con em nói đây là nói chung tất cả dòng vang cơ. Đầu tiên là anh em nếu mà muốn chỉnh cái phần nhạc nó hay ấy, muốn chỉnh phần nhạc hay thì anh em chú ý đến phần music tone, anh em để ý nhé, music tone. Để ý cho em chưa, music tone đó là phần chỉnh nhạc anh em nhé, đó là phần chỉnh nhạc. Thì anh em chỉnh như nào thì đây là phần chép, tùy từng cái loa của mình, tùy từng bộ dàn của mình thì mình muốn tăng chép nhiều hay ít anh em nhé, tăng chép nhiều hay ít, đúng không ạ. Phần mid đó là phần mid tức là phần trung anh em nhé, tiếng trung anh em muốn nhiều hay ít. Nhưng mà bình thường cái phần trung này em chỉ để cái tầm 10 giờ thôi, không để trung nhiều anh em nhé. Để trung nhiều là tiếng nó hay bị ồm, nó hay bị u anh em nhé, hay bị ồm hay bị u đó. Thì tốt nhất chúng ta giảm được 10 giờ. Với nó phần bass thì tùy từng, cũng em như nói rồi, tùy từng phòng, tùy từng loa anh em để như nào. Nhiều người thì thích nhiều bass nhưng nhiều người thì lại thích ít bass anh em nhé. Đó, thì với cái này thì anh em phải cho nhạc lên cho nhạc lên ok chưa, cho nhạc lên. Thì khi cho nhạc lên anh em muốn nhiều chép đúng không anh em nghe chưa nghe rất là nhiều chép đúng không, đây là giảm chép nha, giảm chép, giảm chép đúng không ok chưa tăng chép này, anh em nghe chưa, ok chưa, giảm chép này, ok chưa, giảm chép. Đây là tiếng nhạc nhá. Và anh em lưu ý nhá, cái tiếng nhạc này nó không ảnh hưởng đến tiếng mic anh em nhá, không ảnh hưởng đến tiếng mic. Đấy, thì anh em tăng chép thì nghe rõ là lên chép, và anh em để cái mức độ như nào nó sẽ hợp lý nhất cho cái phù hợp với cái bộ dàn của mình. Anh em nhá, bình thường em sẽ để ở cái tầm bình thường bộ dàn thì bình thường sẽ để 12 giờ, hoặc sẽ để tầm 1 giờ là ok anh em nhá. Xong. Cái này là êm. Đấy, ok chưa? Còn tiếp theo khi mà chúng ta đã chỉnh chép được rồi thì thật ra cái tiếng mid này em đã để mặc định của nó là 10 giờ thôi, em không để tiếng mid nhiều. Còn nhiều người thì anh em có thể là giảm kịch về không, hoặc nhưng mà như em sẽ để tầm 10 giờ để cho cái loa của mình nó đủ dài anh em nhé, nó không bị vù dài. Đó. Còn nhiều người thì thật ra muốn cái tiếng mid này cao thì lên thì thật ra cao cũng được, nhưng mà nghe nó sẽ bị hơi ồm ồm, hơi éo éo một tí. Thật ra là em không, em như cơ bản theo em thì em không thích, chỉ để tầm 10 giờ thôi là hợp lý anh em nhé.
Còn nó tiếng bát thì như em nói tùy từng bản nhạc và anh em chơi anh em có thể là cho nhiều bát đi một chút. Anh em nghe chưa? Nghe em tiếng bát chưa? Ok chưa? Và đây là giảm bát. Đấy, anh em nghe chưa? Bình thường tiếng bát, với tiếng bát thì nó cũng phụ thuộc vào loa anh em nhé. Nhưng mà thường em sẽ, nếu mà như loa của bên em thì em sẽ để chỉ để ở cái mức là 12 giờ thôi anh em nhé, 12 giờ. Còn đâu khi anh em có súp nữa thì anh em có thể giảm đi một chút. Nếu mà anh em có súp, ví dụ anh em dùng súp điện, súp hơi thì anh em có thể giảm bát đi một chút, thì cái loa full của mình nghe nó đỡ bát đi, nghe đỡ bị ồm đi, và cái tiếng nó sẽ sạch hơn, sáng hơn anh em nhé. Đó, thì bình thường em sẽ, nếu mà không có súp em sẽ để 1 giờ anh em nhé. Nếu không có súp thì để 1 giờ. Còn nếu mà có súp em sẽ chỉ để tầm 11 giờ thôi anh em nhé. Đấy, tùy từng người chơi. Đấy, nếu mà có súp anh em nhé, nếu mà có súp thì em sẽ để ở cái tầm là 11 giờ. Còn nếu mà không có súp thì em sẽ để ở mức 1 giờ anh em nhé. Anh em cùng nghe. Đây là cái tiếng nhạc rất là êm rồi. Đây là xong cái phần nhạc rồi anh em nhé. Nhạc xong cái phần nhạc. Ok, trên con FX20 này nó cũng ba cái phần đấy. Và trên tất cả các con vang khác anh em nhé, trên tất cả các con vang khác đều có bass mid check. Thì anh em có thể chỉnh như vậy được anh em nhé, chỉnh như vậy được. Tiếp theo đó là phần mic tune. Đó là cái tiếng mic của mình này. Cái tiếng mic của mình tùy từng mic dày, mic mỏng thì anh em có thể chỉnh. Như con này thì nó nằm ở đây, mic EQ. Mic EQ đúng không? Mic EQ. Thì trên con vang FX20 này nó là mic tune, thì nó cũng có bass mid check, bass mid check đúng không? Thì chúng ta sẽ chỉnh như nào. Và anh em nghe kỹ nhá. Nếu mà anh em tăng check lên để anh em nghe thấy cái tiếng của em chưa, nó khác biệt chưa? Giảm check đi đúng không? Đây là giảm check đi, nghe nó tối om luôn. Tăng lên này, tăng lên nghe nó thoát chưa? Anh em có thể nghe thấy nó rất là thoát. Đấy, nên tùy từng cái mic và tùy từng cái loa của mình mà anh em có thể là để cho nó hợp lý em nhé, để cho nó hợp lý. Ví dụ như là cái loa mình nhiều chép thì anh em có thể giảm nó xuống một chút để 11 giờ đúng không? Nhưng loa của mình ít chép thì anh em tăng lên một chút để 1 giờ hoặc 2 giờ thì là ok. Làm sao nghe cái tiếng của mình, nghe cái tiếng giọng của mình nó thật nhất anh em nhé, nó thật. Thì trên này anh em phải chỉnh như vậy, tùy từng. Như vậy thì anh em có thể chỉnh được cái tút chép, nó chỉ có cái phần mic tune thôi. Ở đây thì là mic EQ, đó, nó là phần mic anh em nhé. Tiếng mic thì tùy từng con, thì anh em muốn cái giọng của mình nó dày, trầm ấm thì anh em tăng mic lên một chút. Thì ở đây em đang để tăng mic đây. Bình thường em sẽ để mic ở cái mức mà 1 giờ anh em nhé, 1 giờ. Thì cái tiếng mic này thì nó rất là để cho cái mic của mình nó dày hơn anh em nhé. Cái tiếng mic của mình nó dày và nó quyện với tiếng nhạc hơn, thì em sẽ để mic ở 1 giờ nhé. Tiếng bass này, anh em nếu mà giọng anh em thanh quá thì anh em có thể tăng cái bass này lên. Tăng cái bass này lên thì anh em có thể nghe thấy tiếng nó rất là dày đúng không? Nhưng mà nhiều anh em là giọng dày rồi thì anh em giảm tiếng bass này xuống để cho nó mỏng đi một chút, để cho nó sáng tiếng. Thì tùy từng người chỉnh. Như con vang này thì em chỉ để cái mức là 12 giờ thôi anh em nhé, 12 giờ thôi. Đấy, ok chưa? Như này thì cái tiếng nó rất là êm rồi, anh em có thể nghe cái tiếng nó rất là êm. 1, 2, 5, 6. Nó không khác gì như là em nói bình thường bên ngoài này đúng không? 1, 2, 5, 6. Đấy, làm sao cái tiếng mic thô mà nó như bên ngoài này là một con vang rất là hay anh em nhé. Mà tiếng mic mà nó éo thì không bao giờ hay. Đấy, làm sao khi mình bỏ cái mic ra nó nói cứ như là mình đang nói trên cầm mic như này, thì anh em có thể thấy là nghe nó rất là mượt đúng không? Nghe rất là mượt. Tiếp theo nhá, xong cái phần mic, xong phần nhạc, thì bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần là echo reverb đúng không? Echo reverb thì ở đây thì nhiều con vang sẽ không có reverb. Đó, nhưng nhiều con vang không có reverb, nhưng nhiều con vang có reverb. Thì thật ra cái tiếng reverb này ấy, mình cũng không nên lạm dụng quá anh em nhé. Lạm dụng cái tiếng reverb này quá thì nó sẽ gây là mờ tiếng anh em nhé, gây là mờ tiếng. Những người hát chuyên nghiệp thì người ta có thể tăng cái tiếng reverb này lên anh em nhé, vì cái tiếng reverb này nó
sạch sẽ, nó là, em không nói là sạch sẽ mà nó có tiếng vang hơn anh em nhé, tiếng nó vang hơn anh em nhé. Thì với cái tiếng reverb này thì để vừa phải anh em nhé. Như em là em sẽ để 12 giờ thôi, không để nhiều. Để ở trên vang số em để vừa phải, nếu mà để nhiều quá nó sẽ, nếu mà để nhiều quá nó sẽ bị mờ cái tiếng của mình đi, không còn sạch nữa anh em nhé. Tiếp theo là repeat và delay. Như anh em đã biết rồi, em sẽ tăng lên tùy từng con vang. Thì với con vang Q9 này em sẽ để tầm 52, 50 anh em nhé, để tầm 50 đúng không? 6, 7, 8, 9, 1, 2, 5, 6. Ok chưa? 6. Để anh em có thể là chỉnh nhé. Repeat là tiếng lặp lại. Anh em muốn lặp đi lặp lại nhiều thì anh em sử dụng repeat. 1, 1, 1, 1, 1. Thấy nó dài chưa? 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6
đếm nhịp nó tầm 6 nhịp là đẹp. 1, 2, 3, 4, 5, 6. À, đây là hơi nhiều. À, anh em thể nghe cái tiếng ring ít lắm. À, 6 nhịp là đẹp. 6, 7, 8, 9, 6. Đấy. 1, 2, 5, 6. Đó. Anh em thấy không? Rất là đẹp tiếng. Đây là repeat hợp lý. Đúng. Còn thêm về delay. À, delay thì anh em thể là căn chỉnh tùy. Anh em muốn nhanh. Đấy, đây là nhanh. Thì anh em cũng giảm cái delay xuống. Thì nó nhanh. 6, 7, 8, 9. Anh em tăng cái delay lên thì nó chậm. 6, 7, 8, 9. 6, 7, 8, 9. Đúng không? Thì với con vang này, em để 12 giờ là đẹp. Đó, anh em thể nghe thấy cái tiếng 1, 2, 5, 6. 1, 2, 5, 6, 7. Đó, cái tiếng delay và đây viết rất là đẹp. Như em nói rồi, delay nếu mà tăng thì nó sẽ rất chậm. Chậm, 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 chậm. 1, 1, 1, 1, chậm, chậm. Em tăng lên rất là chậm. 2, 6, 6, 6. Ok chưa? Giảm nó đi. 6, 7, 8, 9. Rất là nhanh đúng không? Đấy, thì anh em thể đấy. Để cái mức 12 giờ với con này là ok. Còn nhiều anh em, cái này nhá. Nhạc trẻ thì anh em lưu ý nhá. Anh em chơi nhạc trẻ thì anh em có thể là giảm cái delay này xuống nhá, giảm delay xuống. Còn nếu mà anh em chơi nhạc nhịp vàng, chơi nhạc Borezo thì anh em có thể tăng delay lên để nó hỗ trợ cái giọng hát của mình. Như em nói rồi, nếu mà ai giọng yếu ấy, thì chúng ta có thể tăng cái delay lên nhá. Tăng delay, còn ai giọng khỏe thì giảm delay xuống. Còn cái repeat này thì lặp lại. Anh em muốn lặp lại nhiều hay lặp lại ít thì anh em lặp lại nhiều thì anh em tăng lên, lặp lại ít thì giảm xuống. À, thì anh em thể nghe thấy cái tiếng effect echo gì vậy rất là mềm, đúng không? Với con vang V9, con này chỉ 2.6 nhưng tiếng rất là mềm luôn. Đó. Thì ngày hôm nay giới thiệu với tất cả anh em là sử dụng con sử dụng cách chỉnh tất cả các dòng vang cơ luôn anh em nhé. Cách chỉnh tất cả các dòng vang cơ, vì bản chất cái dòng vang ấy, cái cơ ấy, nó không có gì cả, nó chỉ có là effect này, mic và music. Thì chúng ta chỉnh được ba thứ này là chúng ta xong rồi anh em nhé, là xong hết rồi. Đó, rất đơn giản nữa. Thì anh em nào có thắc mắc gì thì anh em cứ comment ở bên dưới giúp em, thì em sẽ trả lời tất cả anh em luôn. Rất là đơn giản. Đây là ba con, hai con vang mà hiện tại bên em đang có và giá rất là rẻ anh em nhé. Ok, cảm ơn tất cả anh em đã xem video. Anh em thấy video thấy hay thì anh em nhớ cho xin một like anh em nhé, nhớ đăng ký kênh. Rồi chào tất cả anh em, hẹn anh em clip lần sau. Xin chào tất cả các bác nha. Để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Đó. Khi ấn vào chữ Thắng Cao thì anh em nhớ đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn tất cả các bác.